Ở đây bằng pin có gì vậy? Đâu cá đâu? Trời ơi, hai bịch cá luôn hả? Trời ơi, cá gì quá trời màu luôn anh bằng pin. Trời ơi, cá ba đuôi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ anh pin sẽ mở cá bỏ vô thau nha. Rồi mở ra đi. Rồi bây giờ anh pin sẽ đổ cá vô cái xô trước nha. Cho cá ba đuôi này vô cái xô đi. Wow, đẹp dữ rồi ta. Còn bịch cá kia cá gì vậy bằng pin? Cái chai beo hả? Trời ơi, con cá này giống con beo vậy đó. Nó có răng ri luôn nè. Rồi gỡ cái bịch cá đó ra nha. Đấy các bạn ơi, bạn pin sẽ đổ cá da beo vô cái thau này nha. Wow, rồi bây giờ mình đi đếm cá thử coi mấy con bạn pin. Trời ơi, cá này có màu gì vậy? Đụng nó được không? Đụng được không? Cá hả? Đụng được không? Đấy các bạn, cá da beo này nó có màu xanh lá cây nè. Rồi bỏ xuống đi bạn pin ơi. Cá bên đây là cá ba đuôi có màu à. Ôi trời đất đã luôn rồi, lụm lên. Trời ơi, đấy vậy. Wow, rớt cá ra luôn rồi. Rồi bây giờ bạn pin sẽ vớt cá nha. Mình vớt từ cái xô qua cái thau rồi bạn pin ơi. Ừ, vớt trong xô này nè. Trong xô cá ba đuôi bỏ qua cho cá da beo chơi chung luôn. À đúng rồi. Rồi vớt hết qua luôn nha. Wow. Đó, còn con nào không? Còn một con hả? Ê, trời ơi, chừng nó nhảy ra nghe. Rồi bắt qua luôn, bỏ vô cá da beo đi. Chơi chung. Rồi đây nè các bạn ơi, cá da beo với cá ba đuôi chơi chung luôn nha. Có đồ ăn cho nó ăn không? Vô lấy miếng mì cho nó ăn đi. Ê trời ơi, rớt nữa rồi. Rồi vô lấy miếng bánh mì cho nó ăn nha. Ê các bạn ơi, bây giờ con Pin sẽ cho cá ăn cơm nghe, bỏ từng hộp thôi nghe bạn Pin. Từng hộp thôi, khoan. Ôi trời, nhiều dữ vậy. Rồi cá ăn chưa? Cá ăn chưa? Rồi cá da beo không ăn rồi kìa. Đâu? Ủa, cho nó ăn no đi. Đừng đụng vô nghe anh nói nha. Rồi cá ăn no rồi, giờ cho cá đi ngủ nha. Rồi con vớt qua xô này rồi đem cá đi ngủ nha. Vớt bên cá ba đuôi thôi. À vớt cá ba đuôi qua bỏ vô xô đi. Quá trời cá luôn hả? Còn không? Đừng bắt nó rớt ra ngoài, rớt nữa rồi. Rồi bỏ vô nghe, còn mấy con nữa. Rồi bỏ vô luôn, bỏ vô xô luôn. Rồi vớt hết rồi bỏ vô xô luôn nha. Rồi còn hai con nữa. Rồi còn một con nữa. Rồi rin xô vô, rồi máy bay các bạn đi. Rồi rin xô cá vô nha.